Tay mình sao nhìn trên màn hình nó hồng dữ vậy? À, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái bộ dáng cường lực của Yacase dành cho chiếc điện thoại Huawei Mate 20X. Đây là cái dòng điện thoại to đổ bố trong cái dòng Mate 20 của Huawei, to nhất đấy nha. To khủng khiếp, to, cầm trên tay, tay mình đã to rồi mà cầm nó còn to hơn. Thì cái bộ dáng này á, thì các bạn có cái lựa chọn là dán full màn hình có viền đen hoặc là dán không full màn hình không có viền đen. Thì kích thước kính của nó thì trên lần một chút xíu, các bạn thấy là hình như là nếu mà có viền đen á thì nó hai này nó khác nhau chỗ là cái có viền cái không viền thôi đó. Thì cái viền đen nó to hơn chút xíu ha, phần dưới thì nó không không to hơn hẳn, nó to hơn cái, nhưng mà phần trên thì nó lại khó. Nói chung là đại loại là cái miếng đen nó to hơn một chút xíu thôi, đúng không? Cái này dán lên máy rất là đẹp, dán thử cho khách rồi. Cái phần màu đen, viền đen này là dán lên là hết đen hết, không cần phải can thiệp gì hết, không có cần can thiệp mà phết keo phết kiếp gì. Nhưng mà thực tế thì nếu có phết thì cũng rất là đơn giản với cái loại da cây này, nó thấm keo rất là tốt. Cái loại dán này các bạn thì nó ít dính bên tay ha, trong trong và trơn lắm, và đặc biệt là cái mép của nó loại nào nó cũng bo một chút xíu như thế này để mà vuốt từ ngoài vào nó không có bị cấn cái tay đó, nó dễ chịu hơn khi dùng và tương đối và nó mỏng nữa nên dùng rất là sướng. Dán lên màn hình nhìn rất đẹp giống như là không dán vậy. Thì các bạn nếu muốn mua cái sản phẩm này, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website đồ chơi di động.com và cái mục Huawei Mate 20X đó, shop đã phân loại rất là rõ ràng, các bạn có thể tìm mua ở trong đó đặt hàng, hoặc là các bạn có thể liên lạc số điện thoại 0938700151 bên góc phải đây nè, thì các bạn gọi đến shop xã alo và hỗ trợ tư vấn cho các bạn, giao hàng cho các bạn, thu tiền tận nơi trên toàn quốc. Các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn nha các bạn, rất là an tâm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau.